Chào tất cả các bác nhá. Hôm nay lại tất niên ở dưới nhà. Và bây giờ đấy, từ sáng định đi từ sáng cơ. À, để coi như là xuống Hà Nội xem con morning taxi. Ôi chết rồi, đường chật chội quá các bác nhìn này. Hai bên của nó là hai bên tường chật chội quá. Đấy. À, bây giờ là xuống lại đón thằng em, hai anh em đi xem tiếp, nhưng con này là con morning 2015. Nhưng mà thấy bảo là con dịch vụ ra, nhưng mà dịch vụ ra bị ngân hàng nó giữ 2 năm, hơn 2 năm mới chạy đâu có 12 vạn ấy. Ôi, đúng là quê. Em phải xuống em đẩy cái này ra cái đã. Chỗ này rộng cái này thì không để. Mạ cấy à? Vâng. Đi xuống đấy xem con taxi đấy lấy về để làm xe công vụ các bạn. Vừa để bán vừa để làm xe công vụ. Bởi vì là con đấy như anh đấy, anh bảo anh đấy thì anh cũng là bên gara thôi. Anh mua được, anh thấy ngon quá, anh định sang tên của anh rồi, anh rút hết hồ sơ rồi. Nhưng mà sau anh lại mua được con khác. Thế là anh lại để bán. Bởi vì là anh làm gara nha, anh bảo là con đấy cam kết là zin hết từ đầu đít, máy móc chưa ra, chạy chuẩn 100% là 12 vạn. Dịch vụ thời gian đầu thôi, sau đó là hình như là chắc là không theo kiểu thương quyền, thương kiết thì em không rõ lắm. Như thế bảo không khoan đục gì, không khoan đục gì thì khả năng là thương quyền. Đấy, thì chắc là hết tiền, không có tiền đóng hay như nào, bị ngân hàng nó giữ mất khoảng 2 năm, hơn 2 năm ấy thì mới nhổ ra. Đấy, kêu là mình chạy được có 12 vạn, xe chất lắm. Gọi điện cho anh bảo là anh định để anh đi, anh rút hết hồ sơ rồi, anh là người Nghệ An mà. Nhưng mà anh có gara ô tô ở Hà Nội. Đấy, anh rút hồ sơ về Nghệ An để anh chuẩn bị sang tên của anh rồi. Hồ sơ anh mang về đấy hết rồi, cào số và thiếu mang hết rồi, chỉ việc là đóng vào, chỉ việc là lấy biển các thứ là xong thôi, là đi thôi. Đấy. Thì bây giờ cái cơ bản thì em cũng phải xuống xem nào đã, hoặc nó ngon thực sự thì em vẫn mua. Mà con đấy cũng cao mà các bác, 180 triệu. Morning đời 2015. Trong khi đó thì chưa dọn dẹp gì. Đấy. Mà hồ sơ đã rút rồi thì về mình lại phải có phí để mà đăng ký, đăng kiểm rồi nộp thuế rồi các thứ nữa. Chắc là lòng ngoằng nó cũng vào tầm khoảng 190 hơn đấy. Đấy, dọn dẹp các thứ hết bao nhiêu nữa thì em chưa rõ, nhưng mà điều cơ bản là cái xe mà là chất ấy thì ok, em sẽ mua. Đấy. Các bác thông cảm là đi ở cái đường bê tông lằn ngoằng như thế này, em không thể nhìn vào ống kính được để mà nói chuyện nhá. Đấy. Đường là cứ như này là bắt buộc phải nhìn đường, thế thành ra là cứ nói chuyện với các bác thôi. Đấy, nhìn vào ống kính thì kể nó tương tác nó hay hơn, giống như kiểu là em và các bác đang nói chuyện với nhau ấy. Đấy. Chưa rồi, bảo gọi cho thằng em mà bây giờ lại quên không gọi rồi, để nháy cho nó cái biết là nó chuẩn bị chưa, nãy gọi qua rồi đấy nhưng mà đâu rồi. Đây à. Đấy. Gọi cho nó cái để hai anh em đi cùng. Xe thì không có biển về đâu, đi cùng cho nó vui thôi, em đi mình em ngại. Thực ra đi bắn cao tốc cũng nhanh mà, đi cùng ngại. Thế thành ra là đi một mình ngại. Thế thành ra là lại phải đi bằng rủ nó đi cùng cho nó vui. Mặc dù cũng không đi được xe về, và đi xe về thì mình phải thuê người ta đánh về, hoặc là thuê Ford. Thuê cái xe nó chở về chở lên. Thì thuê xe chở lên như thế thì 50-50, mỗi anh em một nửa, người bán một nửa, em một nửa, hết bao tiền thì mỗi người một nửa. Còn hơn là đánh về các bạn. Đánh về bây giờ mà không có giấy tờ gì, biển biết không có, Tết này nó lại thu nó lại để giao Tết giải quyết thì thành giờ hơi. Đấy, ok, lại đến cái nhà anh em rồi. Đến thì em quay tiếp các bác nhá. Đây là đường lên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Em bắn hết cái cao tốc này, sau đó em đi tắt sang là đến. Chắc là dự kiến nó tầm khoảng 1 tiếng thôi. Đây là cái lối rẽ lên này. Đó. Đây. Đón thằng em chú cho cả thằng cháu đi chơi luôn. Chào các bác đi. Cháu này. Chào các bác đi. Đây à. Lớn to lắm. Biết các bác ở đâu đâu mà thơm. Mà chào. Chào anh em. Đây đã lên cao tốc. Rồi xuống gần nơi em quay tiếp nhá. Đã đến cầu Thanh Trì các bạn ạ. Đây bên kia là Hà Nội rồi kìa. Nhưng mà cái cầu này không hiểu lần nào đi qua là cũng tắc cứng như này. Nó cứ chậm chậm này. Vừa dừng lại bao nhiêu lâu bây giờ mới quay, nó nhích nhích để mới quay. Đấy, chắc giờ lại bắt đầu đứng rồi. Đấy.
Đây, đây là phía sông Hồng bên dưới. Đấy, bên kia là khu vực ven Hà Nội. Đây là cầu Thanh Trì các bác nhá. Hết cầu Thanh Trì để sang khu vực của Giáp Bát là đến cái chỗ em xem xe thôi nhá. Đây là vào ngõ 1295 Giải Phóng. Không biết là gara đoạn nào. À kia kìa, mình nhìn con màu vàng cái rồi sao kìa. Chắc thế. Ở đây có cái gara, gara VOV. Nhưng mà xe thì để như kiểu gì được. Xe để này thì căng, kéo đi được. Gara chắc là cũng nhỏ nhỏ ở kia thôi. Chắc là đi thẳng rồi. Kia kìa. Đây anh hỏi. Con đấy đấy. Đây VOV đây. Anh ơi, em xem cái xe vàng của anh Đức ấy. Nhưng mà xe đậu chỗ nào được anh nhỉ? Không, xe này đậu chỗ nào được? Vâng. Lùi sát đi đấy nhá, lùi ngược ngược chiều được đi. Đi từ mãi Thái Nguyên xuống. Rồi. Ok. Giờ xuống đã. Anh Đức về rồi à? Thế anh bảo anh Bình An rồi mà. À. Ừ, vậy Hà Tĩnh. Cái này chưa chuốt lại gì đâu đúng không anh? Này. Xe này chỉ quan trọng là giá thôi chứ còn. Cái này ống nước ấy à? Nước là rửa kính nhá. Đèn gầm này nhá. Con này anh Đức sao anh lại rút luôn hồ sơ rồi à? Đèn led, đèn nước gì đấy trước cái chế. Mông má vẫn còn ngon. Những cái này nếu còn chưa xước vẫn còn khá là mới này. Kìa. Để có thay không? Cái này để có thay không? Bấm. Để có thay không? Không. Kính hậu vẫn zin. Con này anh Đức bảo không khoan, nó khoan ghế sau. Tránh làm sao được, vẻ taxi mà không khoan thì mắt vẫn còn nguyên. Cái này không khoan. Đây khoan đây. Có khoan. Phần tắp lô thì không khoan cái được gì. Đây này, này. Chơi qua hai mắt rồi. Này thợ nào cậy xấu thế.
cậy chỗ này. Về phần nội thất thì khá là ổn. Giật lên xem. Chống cho anh kia chống. Mất hết chỉ đoạn này à? Mấy cái này tháo ra làm gì hay là ấy ra đây? À. Xoay thử phần. Bingo. À vâng, vỏ thì không dính được rồi, không cháy được rồi. Có đâm đụng lại không rồi? Con này con đang máy móc còn ngon không chứ còn cái vỏ thì không cháy khỏi, kể cả xe gia đình luôn. Đúng rồi. Cháy làm sao được? Con này quả carbo. Quả carbo này dính nhỉ? Dính nhưng mà tại sao lại không 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 vào sâu lắm. Chống anh chống em này xuống này ngó lại bên dưới. Sao con này sao nó chạy ít thế nhỉ? Nhưng anh bảo nó chạy ít thì. Nó chạy thế là đúng cái số. 12 vạn làm sao mà đúng được, anh chạy taxi mà đúng được thì chết. Taxi như em phải hiểu là taxi thì lúc nó ra công nghệ thì nó không chạy được. Còn taxi thì có ngày xưa ấy, đường 2008 hay 2009 người. Con này ốc kia của nó còn nguyên luôn. Đây, nó còn ốc kia còn zin luôn, máy còn zin. Có chìa khóa không anh? Chém mượn này. Này máy chất rồi. Để sát quá. Mày mua cái bọn này chỉ cần cái máy chất thôi mà. 2015 thì chắc là gầm nó chưa mọt được. Số rất là mượt mà, rất chắc chắn. Trần này là trần bọc sau hay bọc trước ta? Bọc trước, cái này về bọc lại cái trần nó mới đẹp được. Ghế thì rất là đẹp, ghế thì còn chuẩn luôn. Đấy. Mười hai vạn sáu. Chạy đi mười hai vạn sáu. Hơi thổi hơi mạnh, tỉ mạnh đấy. Nhưng mà không đeo khói. Rất xì. Còn ok. Bấm như là cái nút điều hòa đấy xem. Ủa, chưa có gì. Đóng chưa? Bật cả gió lên.
Đây xe này xe của ngân hàng và đây là vết dấu niêm phong. Niêm phong của ngân hàng. Ấy nào để bác. Đây dấu niêm phong khi thu giữ xe của ngân hàng đây. Đấy, như vậy thì là con này đang đúng so với bác chủ cái ra nói. Đấy. Đây. Vết dán này dấu đỏ này. Ơi giời. Đấy. Dấu niêm phong đấy. còn nguyên đấy để không cho mở cửa. Về phần nội thất thì khá là ổn. Xem quạ chưa có hiện tượng nước nôi gì. Da này da nguyên bản theo xe của nó này, còn ngon lắm này. Chạy đúng này, nhưng mà không hiểu tại sao mà cái vô lăng này là gần như là không lái xe nó không dùng bọc vô lăng. Bọc vô lăng nó sẽ đẹp hơn. Còn bình thường cái chỗ này mà đã bị thì những cái chỗ này nó cũng sẽ bị hết, bị bạc màu hết. Muốn làm đẹp thì chỉ việc sơn bạc lại cái đẹp luôn. Đây, cái chỗ này của nó nguyên bản này vẫn còn khá là đẹp này. Gầm bệ, gầm. Gầm ok. Đi vào. Đi bây giờ. Gầm ok. Cái này là cái bộ nội thất. Nội thất ổn, bên ngoài này taxi thì không tránh được nhá. Không tránh được những cái chỗ xước sát ở các thứ. Cái đấy không tránh được, cái đấy về mình phải quay lại một chút. Về phải quay lại con này thì mới được. Đúng rồi. Nó cũng có chứ, có một tí cái đấy chả ảnh hưởng gì, nhưng mà vẫn phải quay lại nó mới đẹp được. Đấy. Tôi là về phải xử lý lại những cái chỗ muốn ấy thì giữ lỗi là những cái chỗ nó khoan để cho đẹp kìa. À nhá. Các anh gara làm được vậy. Làm gì cái đấy. trông như trông giống như màu này em lấy về em lấy con voi trộn với cả bột hương miết bằng bít vào đấy xong phun keo phát đúng không? Chấm keo thôi. À cho chấm sơn đúng không? Xoa phẳng đấy xong chấm sơn một phát nó nhìn nó nói chung là nó không được 10 nó phải được 8. Vâng. Thì cái đấy thì rồi. Hệ thống lốp lắp các thứ thì cũng còn gọi là tạm tạm để mà đi tạm được cũng được. Con này để đít đẹp hơn cả đầu. Đăng ký biển bao nhiêu? 49 ở tỉnh nào trong miền trong? Cái này là bọn anh mới phẩy vào hay là nó phẩy từ trước ấy? Này phải quay lại. Cái máy thì được nội thất được. Nói chung là ngoài phải quay lại. Nó mới ngon được. Lấy con làm con xe công vụ chạy loang quăng. Để gọi cho anh nha. Vâng, anh liên hệ được xe ấy chuyển về trên kia cho em không? Được. Vâng. Cho chở luôn. Bây giờ anh xử lý cho em cái điều hạ chứ là cái nắp dưới này đâu rồi anh? À em cho anh gặp thằng Minh là gì nào? Anh này Minh à? Đây. Cái nắp này kiếm đâu anh? Mát
xong kiểm tra được không? Sửa luôn thế xe thì cứu hộ về rồi có đi trên đường đâu, sợ lắm. Thế thì bận sửa. Con đấy là con này là. Con làm gì vẫn không chắc không làm gì hết. Nhưng mà chờ sợ lâu. Thế thôi vậy anh. Điện thoại anh sao? Alo. Alo. Vâng. Nói chẳng nghe gì cả. Vâng. Thế này em bảo Minh hỏi cứu hộ bao tiền nhá. À rồi, cái cứu hộ thì không kém muốn anh hỏi bao tiền cả mà không để ra. Sau đó em mới đưa cái bát cho con tiền cứu hộ anh trả cho nó. Nghe không? Thế chẳng hỏi cho bao tiền chứ. Vâng, đang nói là tiền báo cho anh. Đấy. Đó, con này các bạn. Con này em thấy được là cái gầm được, máy được, nội thất cũng được. Và nội thất em chỉ chê mỗi mấy cái là bị khoan hơi nhiều. Đấy, khi mà bị khoan nhiều như vậy thì về cần phải xử lý lại tí cho nó đẹp. Thế còn đâu em làm cái xe công vụ em đi mua 180 triệu để bán thêm. Đấy, con này thì hiện tại hồ sơ đã rút rồi. Đấy, hồ sơ rút rồi và phải cứu hộ chuyển về trên Thái Nguyên và sau đó là mới ra biển được, ra biển lắp vào con này được, xong giờ mới đi sơn đi xếp các thứ nhá các bác nhá. Rồi ok. Vâng em đây. Vâng. Vâng. Vâng ạ. Theo đó rồi thì cái tiền mà lúc nãy đã bảo là chủ bỏ vào bán giá ấy. Vâng. Thì thôi được anh coi như cái đó là coi như vâng. Nhưng mà cái điều hòa thì làm nào anh? Không phải, em thấy lốc nó có chạy đâu mà. Cái đó nó bấm gá đến nó ảnh cái khâu trước của gá chạy ra cho được. Nhưng mà ít nhất thì khi mà mình đóng cái điều hòa thì nó cái lốc nó phải chạy chứ anh. Đây thì cái lốc nó cái khi mình đóng nó hít ý thì là cái lốc điều hòa nó phải chạy chứ, không có gá nó vẫn phải chạy chứ. Đây. Hỏi chú Minh. Em không biết ai là Minh vì đây đông người lắm. Ai là Minh nhỉ? Cho em gặp anh Minh. Anh ơi em gặp anh Minh với. Dạ, không biết anh gặp. Xong ra kiểm tra đã. Hả? Đâu mang điện thoại để gặp cái đồng chí Minh ở gara. Rồi ok. Em đã chuyển cọc cho anh em rồi, cho ông anh ở mãi trong Hà Tĩnh. Để bây giờ ông làm cái hợp đồng các thứ, ông ấy công chứng ở xã, xong ông ấy chuyển xe đêm ra để mai con xe đó cộng với hồ sơ là lên Fork về Thái Nguyên. Về Thái Nguyên thì em sẽ mai ra thì khả năng là ngày kia vẫn kịp làm đăng ký.
làm đăng ký xong bây giờ chắc là ra Tết mới làm đẹp cho nó được, chứ bây giờ không kịp làm mà. Đấy, làm đẹp vào đấy giờ mất rất nhiều thời gian, bao gồm có sơn quây lại, rồi thì là xử lý một số cái để cho nó ngon lành cành đào. Nhưng con này về cơ bản thì em thích nhất nó là cái máy của nó cũng khá là ok, gầm tốt, cộng với là nội thất ok. Đấy, còn phần vỏ thì thôi, taxi mà, ca ve mà, con nào chả bị va đập nhiều. làm con để đi lại công vụ cho nó tiết kiệm. Chả biết là sau này có kiếm được con nhỏ gọn hơn để đi không, nhưng trước mắt phải đi tạm con taxi đã. Chứ các bác bảo đi cái con bán tải này ở trong phố rất là khó chịu. Đấy, đi nó xa lắm, mà kiểu như là quay đi xa thì sướng. Đấy, ví dụ như đi hôm nay đi xuống Hà Nội thì sướng này. Đấy, nhưng mà đi ở trên quanh ấy, ra loanh quanh thành phố ấy, thì con này rất là mệt mỏi. Đấy, thứ nhất là trợ lực dầu hơi nặng. Cái thứ hai nữa là nó dài. Đấy, nó dài quá. Thế cho nên là quay đầu cái nước nó khó khăn hơn ở trong khu vực thành phố. Thế cho nên là em phải lắp hẳn một bộ 360 độ vào để em đi hoặc là vợ đi. Con này thì xong xuôi em cũng chưa rõ là bao nhiêu, nhưng mà hiện tại giá mua vào đã mua đến 180 triệu. 180 triệu mua vào thì theo dự tính sơ sơ em sẽ quay lại nó mất cỡ khoảng tầm 3-4 triệu. Đấy là sân quay lại, cộng với phí tiếp theo nữa là cái phí đăng ký sang tên, nộp thuế. Nó cũng cỡ vào tầm đâu đó tầm khoảng 4 triệu gì đó. Thì tổng của nó rơi vào tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? Cả dọn nội thất các thứ linh tinh vào nữa, rồi mua thêm mấy cái chắn bùn chắn bếp lắp vào cho nó thì chắc là ngót nghét. Em cứ cho nó là tầm chục triệu đồng, thay dầu thay giếc nữa tầm chục triệu thì thành 190 triệu. Nhưng giá tại thời điểm này thực sự không tốt tí nào luôn. Đấy, nhưng mà em thấy là cái xe này nó khá là ổn, bởi vì là cái xe này nó bị ngân hàng giữ lâu rồi, cái lượng km đấy là lượng km chuẩn. Đấy, nó chạy đâu có 1-2 năm ấy thì là nó bị ngân hàng nó giữ, nó niêm phong lại. Các bác nhìn nó bụi bặm các thứ. Thì về thì nội thất thì các ông ấy làm sơ sơ qua tí thôi. Đấy. Còn về máy thì khá là ổn luôn. Máy chất chưa động chạm con ốc nào hết. Đấy. Rồi thì thôi, quan trọng em mua cái này thì quan trọng nhất là cái máy thôi. Ở Hà Nội này thì không như ở tỉnh bọn em, là em đi xe thử ở trên những cái đoạn đường nó cao tốc hay là đoạn đường nó nhanh được, nhưng bản thân nó là số sàn thì khi mà em đi chuyển số tầm từ 1 đến 2 đến 3 đến 4 là em cũng sẽ cảm nhận được là cái số nó còn ngon hay không. Đấy, đấy nhờ. Còn khi mà về gầm ấy thì chia sẻ thật với các bác là bọn em chưa kiểm tra được, chỉ ngó chỉ nhìn được thôi. Còn nếu mà đi thực tế ở trên một cái cung đường nào đấy nó kém quá, nó sóc rồi thì là tất cả mọi cái nó gồ ghề chẳng hạn, để xem cái gầm nào, cái độ chắc nó thế nào thì em đang không kiểm tra được cái đó. Đấy. Tuy nhiên thì để mà nhìn thì cái gầm nó khá là ổn so với cái lượng km đấy, so với lượng km lắp rồi đấy. À xin lỗi các bác, lượng km đã chạy đấy. Khá là tốt. Rồi ok. Bây giờ thì em lại là trên đường về đây, và đây chính là đặc sản của Hà Nội các bác này. Đi dích từng tí một luôn. Đấy. Đây. Đặc sản Hà Nội đây. Đấy. Bên kia nó thông phát. Bảo là đi Hà Nội bây giờ mua nếu như một cái xe bây giờ đi ở Hà Nội khoảng tầm 10 vạn chẳng hạn, mà cái lượng nổ máy như thế này chẳng hạn, thì em nghĩ rằng là nó phải bằng bao nhiêu vạn để mà đi liên tỉnh các bác nhỉ? Đấy, nó nhiều đấy. Nhiều đi liên tỉnh đấy, bởi vì nó đi cái thứ này mà liên tỉnh ta toàn đi 50, 60, 80 thôi đấy. Rồi ok, có một bác cấp cứu nào đó đang đi ở đây, cần phải dẹp đường mà cho các bác cái đi tí. Rồi đấy, có cấp cứu có đi lên nữa không đi được nhá. Đấy, đặc sản Hà Nội đấy. Bây giờ mà bảo cấp cứu thì bảo là 10 phút nữa không đến bệnh viện thì tèo. Thì thôi chấp nhận tèo nha, không thể bay lên những cái xe khác kia được. Nó không thể lách lên được. Bắt buộc phải đứng im. Làm sao mà đi được. Các bác thấy đặc sản Hà Nội nào? Không luồn lên nổi. Đó. Biết đâu bên trong cũng phải chờ cây đào. Đúng ra thì những cái bên kia kìa nó phải tách hết ra kìa, nhưng mà không tách được, bởi vì là nó dính hết xe rồi. Chấp nhận kẹp giữa thôi. Đấy. Xe mà cứ nổ như thế này các bác bảo đi thì tốc độ nó tầm cây 2 cây thế này, mà ngày nào cũng thế mà bảo đi được chục vạn ở Hà Nội thì chắc là bằng tỉnh đi nhiều vạn lắm. Bằng tỉnh đi vài vạn.
À quên, xin lỗi, bằng tỉnh đi chắc phải vài chục vạn mất. Ok nhá, xin chào các bác.